kỳ đây giờ các bạn ơi, siêu cộ nè. Thì này động cơ 100 các bạn. Không qua dòng gắt nữa. Các bạn ơi, siêu cộ nè. Té luôn ơi. Té luôn ơi. Rồi đây giờ đây giờ các bạn ơi, đầu máy 100 hả? Ghê trời. Đây máy, đây là hai con máy khủng, máy siêu máy rồi. Rồi hai anh giật nè. Đó, cái một ở kia yếu ơi. Giật vô lấy máy hàng ra, máy 100 máy 900 lút rồi. Anh ơi. Anh em ăn cơm. Đi chăm lút, đang hư các bạn ơi. Ngày 95 à, ngày 93. Bích luôn. Công cơ sức của hàng. À, cơ món gì mấy anh? Cá rô. Cá rô chiên. Cá rô mời. Cá rô mời. Bên kia còn 73 các bạn. Bắn pha. C73. Đây New Shower. Ghê không? Này dàn chân 70. Mình rút New Shower đây các bạn. Này tem đặt. Tem này đặt cũng kinh dị, cũng mấy người làm cũng dữ lắm á. Hàm 95 các bạn ơi. Hàm này còn quá mới. Hàm này sơn phát là mới chắc. Hàm siêu to. Hàm này gắn vô bát nè, không có chắc không có hàng còn gì đâu. Hàm liền bon anh em ơi, thấy không? Đường hà hàng gấp hàm này nó gan cái kia gì. Mới gan cái hàm zin 70. Hàm này giống giống hịch. Bát bắt vui gan. Máy còn mới chát, mới lấy về mấy chục giờ này mà. Sơn zin ghê. 93 đang hư ha. Quay 93 đây. Đây anh em đang ăn cơm. Này 70 đang cơm. Hư coi lắm hả? Về cảnh giác chưa, hai con máy dữ các bạn. Này, hai con máy dữ các bạn ơi.
đang hư. Cảnh máy chắc đang hư rất chưa. Ngày đồng Vĩnh Gia, anh em ăn cơm luôn. Rồi, hàng bình các bạn ơi. Hàng giữa đồng hàng bình luôn. Này hàng coi các bạn coi, các bạn coi hàng bình. Câu 24. Nghe gì không nổi, không nổi ơi. Thì này động cơ 100 các bạn. Không qua dòng gắt nữa. Chạy rồi thôi. Này kéo trước rồi mới cắt hư ra hàng. Hai cái hàm nghĩa địa bởi nó cũ. Dính vô cái gì? À, tập trung vô. Hai ba. Hai ba thêm người nữa đi. Xong các bạn ơi, sợ sớm giờ cũng tiếng máy nè, mình đợi tiếng máy họ mới xong vô chạy. Con này quay cũng nhiều clip rồi nhưng mà anh em yêu cầu quay nhiều bạn anh em tham khảo. Cái hàm nó là sớm bị sức có hàng anh em ơi. Nói chung là cái hàm thì độ nó cái hàm nghĩa địa đồ cũ anh em ơi, bởi vì nó không phải như đồ mới mà nó không hư. Cái này mua nghĩa địa, cái hàm này nghĩa địa hàm 95 á. Chỉnh hàng lại rồi chỉnh ta chỉnh bọng chỉnh hụt cái hộp ló nó mới chạy được nha. Này 93 giá hàng 95 đem trăm blot. Qua tính quay anh em coi được nhiều nhiều cho nó chạy dữ anh em coi.
Ngày qua nó hư tới giờ. Siêu dài. Rất là vuông anh em ơi, quá bụi. Bò bụi rồi. Càng chịu quá lớn nha. Quá chạy anh em. Được không? Quá kiều bồ gống he tè luôn rồi. Mới có khác này mà. Bồ quá giòn nổ, he tè.